Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Tô Lâm mua phần mềm gián điệp Predator để theo dõi những đồng chí của mình trong Trung ương Đảng. Ngày 8 tháng 6, Thời báo chấm đê giới thiệu bài viết của nhà báo Mạnh Kim, nội dung chính như sau. Công an trị là một khái niệm rất chung, không lột tả được tất cả diễn biến đang xảy ra. Người dân sợ chính quyền là rõ rồi, nhưng những người trong cùng hệ thống cũng đang sợ nhau. Hình ảnh cựu Bộ trưởng Công an, Chủ tịch nước Tô Lâm. Sợ hãi không chỉ là vấn đề tâm lý mà không chỉ là vấn đề chính sách tự tạo ra sự sợ hãi. Nó được hiện thực hóa bằng công cụ. Cách đây chưa đầy một năm, vào tháng 10 năm 2023, Tổ chức Ân xá Quốc tế và tờ The Spiegel của Đức phối hợp với tập đoàn truyền thông Mediapart của Pháp cho biết công an của một số quốc gia độc tài, trong đó có Việt Nam, đã mua phần mềm hack chuyên dụng có tên Predator của công ty phần mềm gián điệp Intelsat Alliance. Hợp đồng của Việt Nam với Intelsat Alliance trị giá 6 triệu USD, thời hạn là 2 năm. Với phần mềm Predator, một con thú săn mồi trên thế giới ảo, thiết bị di động của nạn nhân sẽ bị hack và bị kiểm soát tuyệt đối từ xa. Dĩ nhiên nạn nhân không hay biết gì. Predator cho phép những kẻ trong bóng tối biết nạn nhân đang nói chuyện với ai, gửi tin nhắn nào cho ai và thậm chí đang nghiên cứu điều gì. Đối tượng được nhắm đến của Predator là đủ thành phần từ giới báo chí đến thường dân. Cuộc điều tra rất chi tiết của Ân xá Quốc tế và tờ The Spiegel cho biết, nhân vật quan trọng nhất đứng sau Predator là Tal Delian, người từng phục vụ trong nhóm tối mật của quân đội Israel, đơn vị 81. Hè năm 2019, Tal Delian quảng bá Predator khi mời phóng viên Forbes đến Cyprus. Tại địa điểm giới thiệu sản phẩm, người ta thấy một chiếc xe tải đen với cửa sổ màu. Gần đó là một xe cứu thương được cải đổi thành xe nghe lén di động. Nó được trang bị máy chủ, server, nhiều màn hình và nhiều anten. Hình ảnh ông Tal Delian, người Israel, người làm ra phần mềm gián điệp Predator. Tal Delian chứng minh tính hiệu quả của thiết bị nghe lén bằng cách xâm nhập vào điện thoại di động Huawei của một người đứng cách đó vài trăm mét. Chủ nhân chiếc điện thoại thì không hề nhận thấy bất cứ điều gì bất thường và anh ta thậm chí không nhấp vào đường dẫn link nào, trong khi Predator thì đã lọt vào điện thoại của nạn nhân. Cách tiếp cận này gọi là không nhấp chuột, là kỹ thuật tinh vi bậc nhất trong số các công cụ gián điệp kỹ thuật số hiện nay. Tal Delian đặt tên công ty là Intelsat Alliance, một liên minh gồm các công ty chuyên nghiên cứu sản xuất công cụ gián điệp ở châu Âu, trong đó có công ty Nexar và Ames. Thông qua Ames, nhà cầm quyền Abdel Fattah el-Sisi, Ai Cập, đã mua Predator vào cuối năm 2020. Gần như cùng lúc đó, Ames đạt được một hợp đồng Predator khác, lần này là với Công an Việt Nam, trị giá 5,6 triệu euro, gần 6 triệu USD, hợp đồng trong 2 năm. Có một chi tiết đáng chú ý, Ân xá Quốc tế cho biết một tài khoản X trước đây là Twitter, có tên là Joseph Gordon-16, đã chia sẻ nhiều liên kết tấn công được xác định là nhằm lây nhiễm bằng phần mềm gián điệp Predator. Một trong những mục tiêu ban đầu là nhà báo Lê Trung Khoa của tờ Thời báo chấm đê ở Berlin. Cựu Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng có thể là một nạn nhân của Predator. Cuộc điều tra của Ân xá Quốc tế cho thấy thêm, Joseph Gordon-16 có liên kết chặt chẽ với Việt Nam và có thể đã hoạt động thay mặt cho chính quyền hoặc các nhóm lợi ích của Việt Nam. Với phần mềm gián điệp Predator, có thể Công an Việt Nam không chỉ theo dõi người dân, họ dùng để theo dõi nhau. Điều này cho thấy khái niệm sợ hãi dưới góc độ chính trị ở Việt Nam là một khái niệm rất rộng. Trong đó, người dân sợ chính quyền sợ người dân, người của hệ thống chính quyền sợ lẫn nhau. Chẳng ai biết mình bị đâm sau lưng vào lúc nào. Một cách chính xác, thế lực thù địch Việt Nam không chỉ là ngoại bang, thế lực thù địch của họ là chính họ. Vì họ hiểu rằng chỉ có họ mới có thể lật đổ nhau. Kết quả của đảng trị đã rõ từ nhiều năm qua, nhắc lại bằng thừa. Trên thế giới, người ta chỉ đề cập đến hưng thịnh quốc gia dựa trên kỷ trị. Không có bằng chứng lịch sử nào cho thấy công an trị có thể đưa đất nước đến với con đường phát triển thật sự. Thậm chí, kết quả có khi hoàn toàn không thể ngờ như kết cục của chế độ Gaddafi. Một trong những khách hàng sử dụng sản phẩm phần mềm gián điệp Eagle có thể được xem là tiền thân của Predator. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời báo chấm đê với bản tin Tô Lâm mua phần mềm gián điệp Predator để theo dõi những đồng chí của mình trong Trung ương Đảng.
Tô Lâm thành công đưa hai đệ tử ruột lên vị trí quan trọng dù không đạt tiêu chuẩn. Ngày 7 tháng 6, BBC tiếng Việt bình luận, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang không thuộc Bộ Chính trị quyền lực thế nào? Bình luận về việc Thượng tướng Lương Tam Quang mới nhận chức Bộ trưởng Bộ Công an, BBC dẫn dự đoán của giáo sư Kurt Thayer thuộc Đại học New South Wales, Úc, cho rằng ông Lương Tam Quang sẽ sớm vào Bộ Chính trị. Bộ trưởng Bộ Công an luôn là thành viên của Bộ Chính trị. Nếu không vào Bộ Chính trị, quyền lực của ông Quang sẽ bị giảm đi. BBC cho biết, các đời Bộ trưởng Bộ Công an từ sau năm 1975 tới nay thì có một đặc thù là tất cả đều được bầu vào Bộ Chính trị trước, sau đó mới lên làm Bộ trưởng Bộ Công an. Hình ảnh bài trên BBC. Nhưng ông Quang không có tên trong danh sách bổ sung vào Bộ Chính trị tại Hội nghị Trung ương 9, nên hiện ông không phải là ủy viên Bộ Chính trị. BBC nhận xét, điều này có thể cho thấy đã có những tính toán mới trong nhóm quyền lực nhất của đảng. Bộ trưởng Bộ Công an là chức danh quyền lực. Nếu không có chân trong Bộ Chính trị thì sẽ không thể tham gia các cuộc họp quan trọng trong nhóm lãnh đạo cao nhất của đảng. BBC dẫn bình luận của một nhà quan sát chính trị từ Hà Nội cho rằng có khả năng khi Bộ Chính trị, Ban Bí thư họp về vấn đề mà cần có Bộ Công an, có thể vẫn mời ông Lương Tam Quang tham dự. BBC cũng cho biết ngoài ông Lương Tam Quang, một trường hợp được xem là phá vỡ thông lệ khác là Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc. Vào ngày 3 tháng 6, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Trung ương Đảng Nguyễn Duy Ngọc đã được Bộ Chính trị phân công làm Chánh văn phòng Trung ương Đảng khi chưa là Ủy viên Ban Bí thư. Trong khi theo thông lệ, người đảm trách chức vụ này thường nằm trong Ban Bí thư vì tính chất đòi hỏi của công việc. Vì vậy, BBC đánh giá việc tướng Ngọc không nằm trong Ban Bí thư mà được phân công nhiệm vụ này cho thấy đây là điều phá vỡ thông lệ, giống như tướng Quang chưa vào Bộ Chính trị đã làm Bộ trưởng Công an. Đáng chú ý, cả hai thượng tướng công an này đều là đồng hương Hưng Yên với ông Tô Lâm. Ông Tô Lâm thành công đưa hai đệ tử ruột đồng hương Hưng Yên lên những vị trí quyền lực quan trọng. BBC cho rằng, theo quy định 214 năm 2020 của Bộ Chính trị, thì ông Lương Tam Quang sẽ khó vào Bộ Chính trị Đại hội 14, dự kiến sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Tuy nhiên, BBC dẫn lời một số nhà quan sát chính trị lâu năm cho rằng, quy định 214 có thể được điều chỉnh thông qua Ban chấp hành Trung ương, từ đó tạo ra ngoại lệ. Việc ông Lương Tam Quang trở thành trường hợp ngoại lệ là điều có thể xảy ra, bởi lẽ nếu không vào Bộ Chính trị, thì vào tháng 1 năm 2026, ông sẽ quá tuổi vào ứng cử Ban chấp hành Trung ương khóa 14, một nhà quan sát cho hay. Tôi nghĩ ông Quang sẽ cố làm tốt nhất để Đại hội 14 sẽ bầu ông ấy vào Bộ Chính trị. Có thể trước Đại hội 14, ông ấy sẽ được bầu vào Ban Bí thư để dọn đường vào Bộ Chính trị ở Đại hội 14. Kịch bản này có tính khả thi không nhỏ. Còn giáo sư Kurt Thayer dự đoán với BBC rằng ông Lương Tam Quang có thể sẽ được bầu vào Bộ Chính trị vào Hội nghị Trung ương 10 vào tháng 10 tới đây. BBC cũng đề cập đến việc Bộ Công an đã có tân bộ trưởng và có ba vị tướng rời bộ để nhận nhiệm vụ mới, dẫn đến những chuyển biến nhân sự đáng chú ý. Đầu tiên là việc Đại tướng Tô Lâm rời bộ này để làm Chủ tịch nước, một trong tứ trụ. Tiếp theo là Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc rời Bộ Công an để nhận chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng, một cơ hội để ông có thể thăng tiến xa hơn. Cuối cùng là Trung tướng Tô Ân Sô rời vị trí người phát ngôn Bộ Công an để tiếp tục phục vụ Tô Lâm của ông tại văn phòng Chủ tịch nước. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo.d với bản tin Tô Lâm thành công đưa hai đệ tử ruột lên vị trí quan trọng dù không đạt tiêu chuẩn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của thời báo.d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ thời báo.d